Đây rất là vui như thế này em. Vui quá trời vui luôn. Đấy. Ok la. Hello, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ ra một cái clip mình đi chợ đêm ở Philippines nó như thế nào. Như thế này mình đi cùng hai người bạn của mình. Đây là Mr. Nini và Mr. Bon. Còn mình thì là anh em cũng đã biết mình là ai rồi. Achi nha anh em. Thắng đẹp trai. Thắng đẹp trai. Tất cả là người Việt nha anh em. Đây là mình khi ngày hôm nay mình đi khám phá một cái khu chợ. Khu chợ ở Philippines. Đấy. Thì anh em mình đang trên thang máy đi xuống. Người ta tung tăng vui vẻ không các em. Đấy. Giờ mình sẽ ra cái khu cái khỏi cái khu mình ở. Đây. Rất là tung tăng luôn nha mọi người. Bắt xe. Ok. Hani nè. Mimi chứ. Mimi. Đấy. Ok. Đây là toàn cảnh cái khu mình đang ở nha các em. Đây, cái khu rất là văn minh nha các em. Thì cũng có rất là nhiều siêu thị hoặc là cũng gặp rất là nhiều người Việt ở đây. Hay những cái xe đồ này rất là ok. Đấy, quay trực tiếp cho anh em xem. Đấy, đây xe, những cái dòng xe như Lexus đồ. Đấy, có cả đống nha anh em, chứ không phải chỉ ở Việt Nam đâu. Đấy. Xe Lexus nha anh em, đấy. Ở Việt Nam thì cũng nhiều người chạy. Nhưng để có được xe đó thì rất là khó. Còn như trên đây thì thích là mua thôi nha anh em. Thì mình giờ mình đã book được Grab rồi nha anh em. Đấy. Để mình sẽ đi. Ok. Yes. A spell. Okay, okay. Đây. Hai người bạn của mình ở phía sau đang nói tiếng Trung Quốc nha anh em. Đấy, cái người bạn mình rất là giỏi người tiếng Trung Quốc nha anh em. You are very very funny. Nói chung là ok. Đây, cái chợ này thì nó cũng khá gần khu đó, nhưng chợ này chợ ban đêm nha. Mình đang đi đêm nha mẹ, đi chỉ đi mua đồ về ăn Tết nha, là cái lẩu đồ thịt heo đồ về ăn Tết nha, Tết Việt Nam nha em. Đấy. Nói chung ở bên đây bọn mình sử dụng tiếng Việt ít nha nè. Đa số là những người bạn mình là sử dụng tiếng Trung. Tiếng Trung mà tụi mình là tiếng Lai con nha nè. Hey, ăn kem. Đây là cái kem cũng không rõ. Tao có đi mua cái gì không? Đây mật, đây kiếm nè.
mực nè. Đây là ok này, thấy giống á, giống á, để trên kia, bên kia nhỏ quá, nhỏ quá hả? Bên đây nè, thấy ok nè. Quá trời vui luôn. Đấy. Ok la. Gì nữa? Amimi. Gì nữa? Thank you, thank you. You're welcome. Mua gì nữa? Tôm hả? Kiss me. Đây, tôm đây, tôm. Này, phải tôm không? Có mua lẩu có bỏ thịt bò được chưa không? Thì chợ thì cũng chả khác gì ở Việt Nam lắm nha các em. Ôi da, nước. Nước thì chả khá nhiều nha. Ê, cái này qua chợ thịt rồi. Cái này qua thịt rồi. Ê, tôm bên đây được. Lựa gì nó bán hết á. Bán. Trăm lẻ năm một phần tư ký. Anh tên thế nào vậy? Nó cũng hay giống Việt Nam á. Không, đã mua, mua cái này chứ mua nhỏ. Thì mua một phần tư ký thôi.
mà nó sống rồi, cái này giống cá này giống cá gì ta, cá rô ở Việt Nam á, mà kiến thức cá cũng không nhiều nữa anh em. Có nhiều quá không đi nè? Nhiều quá, nhiều quá, bớt lại đi. Được thì sau đi. Ok. Đây mọi người thấy không, rất là đảm đang đi chợ đồ ăn uống nè. Bạn Nina này, Mimi này là khen anh này đẹp trai nha. Anh bán cá đẹp trai nha. Ok. Rồi mình mua gì nữa? À, mua gà. Gà hả? Gà trên đây, trên đây. Gà với thịt bò rồi nữa. À, ok. Có mua thịt dê không? Bao nhiêu? 200 à? Rẻ mà. Đây là thịt heo nha các anh em. Yeah. Có mua gì? Rau không? Mua rau trước không? Rau trước à, rau bên đây nè. Để dẫn tới cái thằng này. Đi 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 theo em. Mua rau gì? Đấy, mua đại. Có, ê, có ăn bò nhúng giấm không? Có phải không bò mà. Ăn không ăn bò nhúng giấm không? Em làm cho. Không, em... Ờ ý có ăn món đó không? Xả. Xả ở nhà có rồi anh ạ. Ok. Đây là rau rất là ok, hai men rất là nhiều, nào chẳng khác gì ở Việt Nam mình hết, quá trời luôn. Hai bạn này ngồi lựa rau. Ê có bỏ cà chua vô không vậy? Ờ đi đồ. Lấy không không không. Để mượn nó cái rổ á, để mượn cái nó cái rổ xong cái anh cầm qua giùm em đi mượn cái rổ. Em mượn cái rổ mình muốn mua gì mình lấy bỏ vô cái rổ đó rồi chút nó cưng tính tiền. Tiệm nào đó tính tiền khác nhau mà. Không. Đây nè. Nè. Hay hay. Nếp hay mì á? Hả? Đi nè. Cái này là bắt nếp hay bắt mì? Bắp vàng không ăn đâu. Thank you, thank you. Đây em mua gì bỏ vô
Rồi. Chili, chili, chili. À. Cái này ớt không vậy? Nó cũng như nhau thôi mà. Cái hành này không? What? Oh my god. Ê, bạn ấy thấy một cái trái dưa leo rất là thích luôn này. Mày Mi Mi nè, không biết làm cái gì nha. Có ăn bò nhúng giấm không? Ăn bò nhúng giấm không? Lát nữa phải đi mua bò mà anh. Biết rồi mà ăn cái loại để nhúng giấm không? Tại sao? Em biết, em hồi đó giờ ăn bò nhúng giấm lần nào chưa? Chưa hả? Chưa. Ngon lắm, để em mua cho anh giấm làm cho. Nước giấm, nước giấm. Nước giấm. Nước giấm. Yes. This is cái gì ta? Thì bây giờ thì tiếp tục mình đi tìm nấm nha. Ok. Đã có nấm rồi nha. Ủa sao không mua cái cái nấm này có ăn được không vậy? Mỗi thứ một bịch thôi. Nấm bự nè, ngon hơn chứ. Đây nè. Giờ con mua cái rau gì nữa không vậy? Còn mua rau gì nữa không? Bây giờ xong mua thịt đi. Ok ok. Thịt là mình mua thịt gà, thịt gì nữa? Thịt gà, thịt bò. Có mua heo không? Heo bên này vui á. Ok. Đây là thịt heo nè. Gì? Nấu thèm đến. Ok, gì cũng được. Ủa tỏi sao mình không? Ôi tỏi sao mình không mua cái củ kia mình lột ra chứ. Anh của em, anh cũng bảo lột lột sẵn một tí rồi. Là mua dữ vậy. Trời ơi, tính 200 mấy. Ho ho no no mua. Ờ lý đồ, đi đồ. Ok, ok. Lấy ba củ được rồi. Ba củ thôi. Vậy mình tự thấy thôi chứ. Có bột ngọt các thứ nè, nhà hết bột ngọt rồi. Hết bột ngọt.
có gia vị nè, nguyên rồi thì gia vị nữa. Có bún nữa nè. Mua cái gì? Miến, có ăn miến không? Miến lẩu không? Ăn mì gói. Em chỉ ăn rau thôi. Tại nóng cái nồi lẩu ăn rau không? Miến cả ngày trời. Nè 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 nè. Gia vị bột ngọt nè, Nina. Nè. Bột ngọt, chai lẩu Thái. Sa tế. Nói chung là nó khác Việt Nam xíu là gian nào ra gian đó nha anh em. Rất là nề nếp, rất là kỷ luật luôn nha anh em. Đây là chợ thành nha. No. Cái đó không hết rồi Mars. À 360 peso hả? Ờ, 1 cân. Đó rồi. Ai lấy cục đó thôi. Thịt ở bên đây nó rẻ nha anh em. Chỉ có rau thì hơi mắc, còn thịt rẻ bèo. Đấy. Là nhiều nha anh em, thịt gà, thịt heo, thịt gì đây. Và đặc biệt là mình đã gặp rất là nhiều người Việt Nam ở đây. Thịt heo này. Rất là tất bật như Tết Việt Nam vậy, mọi người chặt thịt rất là nhiều. Ở bên đây thì nó có một cái là gì, không có chuyện cái hiện tượng là thịt giả gì đâu nha em. Đấy, mọi người mua là mua rất là đồ real, có hiện tượng là giả, được cục kiểm tra thực phẩm kiểm tra rất là kỹ càng. Mua gì, mua gì? Gà hả? Mua cả con hả? No. Yeah. Đấy, mình muốn đồ mua đùi, mình mua bất kỳ cái phần gì mình mua nha. Không ai ép mình gì hết đấy. Cái này bao nhiêu một phần vậy, đùi vậy Nina? Nó vừa nói cái gì ấy nhỉ?
180 peso hả? 180 peso cho phần đùi, 180 peso. Lọc xương anh. Cái này là lọc xương gà nha. Mình ở Việt Nam mình cũng không thấy mấy cảnh này bao giờ hết. Nếu chỉ chặt đôi vậy thôi về nhà tự chặt luôn chứ. Ở đây thì không có gà ta nhưng mình tất cả đều nuôi ở dây chuyền. Có gà ta. Có hả? Dây chuyền rất là công nghiệp nha. Buổi đi chợ thôi. Sau đó mình sẽ làm cho anh em cái video là mình sẽ đưa các anh em nấu ăn như thế nào. Đấy, Philippines cuộc sống như thế nào anh em. Gà này rất là nhiều, được đông lạnh đem tới chợ chắc ra bán đấy. Đây, thì cái thời gian mua mình cũng bắt đầu hết rồi. Giờ mình đi mua gạo nữa là mình sẽ chốt cái chuyến đi của mình ở đợt này nha các anh. Đây là cái không khí chợ thì thật ra chợ nó cũng chẳng khác gì ở Việt Nam. Chợ vẫn là chợ thôi. Đây là mình mua gạo. Gạo với gì nữa không? Bây mua mấy ký? Em khuyên nhiều thì nó còn khuyên nhiều hơn cả em. Có thấy sói ca không? Sói ca không? Không. Thấy đẹp không? Thấy không, tội nghiệp không? Ê, nắm đồ quá trời luôn. Còn riêng Achi thì đi chợ là chẳng phải khiêng cái gì. Sướng mặt đàn ông thật nha mọi người, phải không mọi người? Có lời nói gì không? Hả? Không biết nói gì luôn. Không biết nói gì luôn. Ok. Tiến hành mình chốt video ở đây nha anh em. Đấy. Cho mình sẽ đây là bánh hả? Đấy. Các bạn đi nè, bạn đòi ăn bánh nha mọi người. Có người. Nghe ông. Các bạn không? Hey. Hey girl. Hey. Mua gì? Đây kìa mãi mới ra. Bánh này, những cái bánh này mình cũng chưa ăn bao giờ luôn nha. Đấy.
kết của mình là đi mua ít trái cây về ăn nha. Đấy. Rất là nhiều trái cây đẹp nha. Rẻ. Hai mươi mấy ngàn thì ngang ngang Việt Nam, ngang Việt Nam. Ăn sầu riêng không? Anh có ăn xà chua không? Ờ, đây trên đây nè. Héo đâu, túi nè. Đây, xoài nha. Ui. Đây nè, anh Bôn. Ok. Cái mắm đường rồi. Đấy, rất rẻ nữa. Có 100 peso là 1/2 kg đi. Quá rẻ. 200 peso 1 kg. Đấy. Điểm kết của mình là mua xoài nha. Xoài dừa bên đây đây. Ok. Không có bầu thì sao mà không ngại ăn hết đó.